Xin chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi muốn bàn về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng người Việt Nam nào cũng quan tâm. Đó là về những biến động của bản quốc ca cùng những biến động trong cuộc đời của tác giả bản quốc ca là nhạc sĩ Văn Cao. Và để bàn về chủ đề này đó, thì tôi nghĩ rằng một trong những người rất phù hợp là nhà văn Nguyễn Trương Quý. Xin trân trọng cảm ơn anh. Vâng, xin chào Phan Đăng. Sở dĩ nói anh Quý là một người rất phù hợp để nói về Văn Cao, về âm nhạc của Văn Cao cũng như về quốc ca là bởi vì anh Quý viết rất nhiều sách, có rất nhiều những cái nghiên cứu về giai đoạn trí thức đó, về cả một cái thời kỳ âm nhạc đó. Cho nên không biết rằng là nói đến Văn Cao và quốc ca về mặt cảm xúc thôi, anh nghĩ ngay đến điều gì? Đương nhiên là với tư cách là một người Việt Nam, dạ, dưới chính thể hiện đại, thì quốc ca là một sản phẩm mà đã rất quen thuộc từ lúc còn đi học rồi. Dạ. Bây giờ nó gần như là một cái gắn bó với cái nghi thức xã hội, cộng đồng, tất cả sự kiện thì chính quy ra. Nhưng còn về mặt con người làm nghiên cứu ấy, và người khảo sát ấy, hay là cảm thụ những cái tác phẩm của sáng tạo một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam ấy, thì mình vẫn cho rằng đấy là một cái sản phẩm nó khiến cho mình quan tâm hơn mức là một cái bài nghi thức. Nó một sản phẩm của một thanh niên, của một cái tuổi trẻ, của một cái thời đất nước kiến tạo hình ảnh một thể chế độc lập. Thì tất cả những câu chuyện đấy nó đủ sức để khiến mình phải nhìn rằng đấy là một cái đối tượng rất đặc biệt. Tất cả chúng ta đều biết hoàn cảnh ra đời của bản quốc ca. Ở đây thì chúng tôi chỉ xin phép nhắc lại một chút để quý vị khán giả trẻ nào đó mà có chót quên thì cùng nhớ lại thôi. Đó là những ngày cuối năm 1944, thì ở một căn gác nhỏ trên phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, thì Văn Cao nghe tin thắng trận ở chiến khu truyền về rất là nhiều. Mà hình như lúc đó là cái chiến thắng Võ Nhai đó. Thì ông tưởng tượng về những cánh rừng Việt Bắc, ông tưởng tượng về đoàn quân Việt Minh, ông tưởng tượng về lá cờ đỏ sao vàng. Và ông chắp bút viết bản tiến quân ca ở cái căn gác xếp trên phố Nguyễn Thượng Hiền đó, nơi mà bây giờ là tôi rất hay ngồi cà phê. Nói lại sơ sơ một chút như vậy, thì có khiến anh Quý muốn mở rộng, muốn bổ sung thêm điều gì không? Thật ra thì cái câu chuyện trực tiếp ấy, thì khiến cho Văn Cao viết bài chủ quân ca ấy, nó cũng chưa chắc chắn là cụ thể gắn với cả một cái thông tin nào mà dạ. Văn Cao nghe được chiến khu. Nhưng mà rõ ràng rằng là bài hát được ra đời dưới một cái sự gọi là đặt hàng của một cán bộ Việt Minh là ông Vũ Quý. Đúng rồi. Ông Vũ Quý thì đã từng tham gia hoạt động hướng đạo và là người đàn anh của không chỉ Văn Cao mà còn của Hoàng Quý, Nguyễn Đình Thi và nhiều cái thanh niên trẻ ở cái đất cảng cũng như Hà Nội những năm cuối năm 30 đầu năm 40. Thì cái việc mà Vũ Quý đạt là khóa quân chính kháng Nhật sắp mở chiến khu, cậu hãy viết một bài hát về quân đội tương lai của chúng ta, thì nó chính là cái đội quân đội tương lai, chính là đội Việt Nam Dân Chủ Giải Phóng Quân đã thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 44 dưới sự lãnh đạo của thầy giáo Tử Hỏng Võ Nguyên Giáp, gọi là một cựu sinh viên trường luật Đông Dương. Đó, thì với 34 người như chúng ta đã biết trong các ghi chép lịch sử, bài hát thì quân ca đặc biệt cái chỗ là nó ra đời cái căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền bây giờ, tức ngay ngã tư Nguyễn Thượng Hiền và Lê Duẩn. Dạ. Ngày xưa là 117 phố Mông Găng. Đấy thì rất là nhà tôi nơi, bây giờ đây. Cái nơi mà Văn Cao đã ở nhờ một người dạ. bạn, thì cái người bạn đó đã xuất bản những bài hát đầu tiên của Văn Cao. Và lúc đó thì Văn Cao cũng, trước đó Văn Cao đã học dự thính ở trường Đông Dương. Và ông có tham gia một cái triển lãm duy nhất, dạ. Salon Unique ở nhà khai trí Tiến Đức ở Bờ Hồ. Và Văn Cao tham dự 3 bức tranh. Thì cái triển lãm đấy diễn ra vào tháng 12 năm 44. Như Văn Cao kể là ông không bán được bức nào. Và lúc đấy bắt đầu ngày đói, dạ. Vì là lúc ấy người chết đói rất là nhiều, bắt đầu rồi. Và thứ hai là cái tiền không có. Thì Văn Cao viết đúng nghĩa là một nghệ sĩ trẻ lang thang. Dạ.
thì Văn Cao cũng nói rằng là ông đi làm nào, ông đi lang thang đi các cái đường phố, từ đường Tòa Nhà Ga đến đường Hàng Bông đến Bờ Hồ. Đấy, thì trong nhiều ngày lạnh thì ông nhìn thấy những cái người đói, và ông tưởng tượng ra cái gì? Tưởng tượng ra một đoàn quân đi. Tức là cái bài hát được viết một sự tưởng tượng thật sự. Còn về chất lượng âm nhạc thì rõ ràng là có những cái dấu vết ảnh hưởng của những cái bản hành khúc của Pháp và châu Âu trước đấy. Thì nổi bật nhất là bài La Marseillaise, là quốc ca Pháp. Dạ. Thì quốc ca Pháp nó là một hình mẫu cho rất nhiều bản quốc ca của các nước trên thế giới vào cuối thế kỷ 19. Thì nó lan truyền một cái ý niệm nhà nước dân tộc. Trước đấy thì các nhà nước và các quốc gia ấy, thì gắn với các vương triều và các gọi là các cái chế độ quân chủ. Thế nhưng mà từ cách mạng tư sản Pháp nổ ra cho đến các cái cuộc cách mạng liên tiếp trong thế kỷ thứ 19 ấy, thì dấy lên ý niệm là nhà nước của những dân tộc cụ thể, gắn kết với một cái gọi là nhận thức chung về căn tính, về cộng đồng. Thì dĩ nhiên là Việt Nam là một cái xứ thuộc địa Pháp, nó cũng nhập cả những khái niệm đấy vào. Và những cái người trí thức yêu nước trẻ ấy, họ cũng nhận thấy đây là một cái phương tiện để biểu đạt một cái tình tự của dân tộc và một cái ý niệm về cái nhà nước của riêng người Việt. Của nhân dân, của dân tộc chứ không hẳn là của vua. Đấy là một sự thay đổi rất quan trọng. Không chỉ Văn Cao đâu, mà tôi nghĩ rằng lúc đấy còn có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, họ cũng dấy những cái mối quan tâm đó và họ viết bài hành khúc cũng tương tự. Lúc đó thì rõ ràng là Văn Cao cũng như các cái nhạc sĩ trẻ khác ấy, mới 20 tuổi thôi, họ không có ý niệm là viết bài quốc ca nào cả. Đúng rồi. Và như thế thì mới nói thế này, nếu như nói về cái bối cảnh trực tiếp thì bài Tiến Quân Ca là sản phẩm của đơn đặt hàng, đúng không ạ? Tức là có người, như anh nói là ông Vũ Quý. Vũ Quý. Vâng, là đề nghị Văn Cao viết một bài hát để phục vụ cuộc chiến đấu. Nói trong nôm na, trong ngôn ngữ ngày nay, là đấy là một bài viết theo đơn đặt hàng. Nhưng mà ở trong một cái thời đại đó, trong một cái bối cảnh đó, với cái sức tưởng tượng đó, thì Văn Cao viết bằng đầy những các cái chất liệu vừa chân thực, vừa cảm xúc, vừa cách mạng, vừa lãng mạn. Cho nên nó tạo ra một cái âm điệu mà đi mãi với thời gian. Tôi có đọc một vài những các cái ghi chép đó. Văn Cao kể rằng là vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, và sau đó nữa là ngày 19 tháng 8 năm 45, tức là những ngày tổng khởi nghĩa mà cách mạng tháng 8 ở Hà Nội, khi mà ông chứng kiến cái lá cờ đỏ sao vàng được thả xuống ở quảng trường chỗ nhà hát lớn bây giờ đó, và thay cho cái lá cờ của chính phủ thân Nhật của cụ Trần Trọng Kim, cùng với cái lúc mà âm điệu của bài, âm hưởng của bài Tiến Quân Ca vang lên đó, thì trong ông tràn một cái xúc động rất là đặc biệt. Đến mức ông dùng hình ảnh là tôi cảm giác như nghe thấy những cái quả bom nó rội ở trong lòng. Tại những cái xúc động rất lớn. Thì ý tôi muốn nói là đơn đặt hàng là một chuyện, nhưng mà người ta có cảm xúc thật sự, có một cuộc đời thật sự ở trong đó. Và đấy nó tạo ra những các cái kết nối đầu tiên của Tiến Quân Ca. Nhưng mà số phận của Tiến Quân Ca như thế nào ạ? Nó cũng đâu phải là một số phận tuyến tính từ đầu đến cuối trong một đường dây, đúng không anh? Vâng, thì ở đây chúng ta phải nói một cái câu chuyện là thời điểm lịch sử. Dạ. Về mặt lý thì bài Tiến Quân Ca được coi là bài của Việt Minh, tức là thành phần gọi là chủ chốt trong cái công cuộc hành chính quyền. Dạ. Thì Việt Minh khi mà là người được coi là đại diện, gọi là có thế mạnh nhất ở trong cái khối liên hiệp mà để gọi là lập nên cái chính thể gọi là Việt Nam Chính phủ Cộng Hòa, thì bài Tiến Quân Ca đầy gọi là thư thuyết phục để mà trở thành một quốc ca được Quốc hội thông qua vào cuối năm 46. Quốc hội lần 1 đấy. Vâng, Quốc hội khóa 1 đấy. Đấy. Thì vào đến ngày kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 46 thì bị thông qua chính thức, được ở trong hiến pháp này, ban hành vào thời gian đó. Nhưng mà trước đó thì đã có những bản quốc ca khác, xin lỗi là trước đó đã có những cái bài hành khúc khác cũng có cái tố chất của bài quốc ca, nhưng mà nó lại có số phận éo le hơn. Như bài Đứa Con Thanh Niên của nhạc sĩ Hữu Phước, và lời cũng rất nhiều biến thể lời của cái nhóm bạn Hoàng Mai Lưu là trong ban âm nhạc tổ hội sinh viên Học Đông Dương sáng tác vào năm 41, hay là một số bài khác như là Việt Nam Minh Châu Trời Đông của Hùng Lân. Đây là thành bài được
Việt Nam Quốc Dân Đảng, họ chọn làm cái đảng ca của cái liên minh đó. Thì nó cũng có những cái thứ nó cũng giằng xéo ở đấy, trong câu chuyện rất là giằng xéo ở đấy, rất là phức tạp. Ngoài ra có những cái bài hát khác nữa, cũng bài hát Tập Đám Đông nữa, bài hát Tiền Phát Xít của Nguyễn Đình Thi. Đúng rồi. Đó là một cái khẩu hiệu trực tiếp đến cái kẻ thù trực tiếp của đấy thì rất rõ ràng, mạch lạc cụ thể. Mà tiếng quân ca có một cái số phận dài hơi hơn khi mà trở thành cái quốc ca của dân tộc Cộng Hòa, sau đó là của nước Việt Nam Thống Nhất năm 75. Và quan trọng là cái những cái thay đổi dưới bản quốc ca đấy, số phận của nó phản ánh cái thăng trầm của lịch sử Việt Nam, cũng như là số phận của tác giả nữa. Ban đầu thì tôi thấy là quốc ca, cái lời chúng ta thấy đã được chỉnh sửa rồi, nhưng mà trước đấy thì nó rất là gần gũi với cả những cái áng văn thơ cổ về tráng sĩ, về người ra đi, về những đoàn quân hùng binh tiến lên. Đấy, có những câu mà nó sẽ rất là gần với bài hát khác của văn cao thời điểm là bài Chiến Sĩ Việt Nam. Bao chiến sĩ lạnh lùng anh, bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng cũng gương ra xa trường, quân xung phong nước Nam đang chờ, mong tay người hồn sông núi ký thiêng ghi muôn đời. Nó rất là giống với kiểu khẩu khí bài Chinh Phụ Ngâm ấy, hay là những cái bài hát về người ra đi, tráng sĩ diệt thù. Ở cái bài của quân ca thì cũng ra cái bài thì lại có một cái câu chuyện nữa là cái thể hành khúc ấy, nó kích thích rất là mạnh. Giai điệu âm nhạc tương phản với hai đoạn nhạc ấy thì rất là gần cấu trúc của bài La Marseillaise hạn, cũng có cái thông điệp rất là mạnh, thậm chí bạo lực, như là thề phanh thây uống máu quân thù, gọi là đường binh quang tinh xác quân thù. Tức là sau này đã cái câu thề phanh thây uống quân thù đã được sửa rồi, nhưng mà nó rất là giống với những cái câu ở trong bài La Marseillaise: máu quân thù như bẩn sẽ tưới đẫm đồng ruộng ta. Và thật ra thế này này, nhiều bản quốc ca khác trên thế giới, không chỉ là quốc ca Việt Nam hay là quốc ca Pháp đâu, đều đề cập đến câu chuyện chiến tranh, đều đề cập đến những cái vinh quang nó ra đời trực tiếp từ những cái biến cố của lịch sử. Chính thì xác. Thì nếu mà ở cái nhãn quan của một thời đại về sau ấy, thì mọi người có xu hướng là muốn mềm hóa, muốn trung tính hóa những cái thông điệp gọi là vũ trang, thông điệp gọi là cầm súng đó để gọi là triển dương một cái câu chuyện hòa bình. Thì cũng là hợp lý về mặt tư duy logic nhận thức, nhưng mà nó không hợp lý về mặt thời điểm. Mỗi cái sản phẩm văn hóa, nhất là đặc thù như quốc ca, nó là sản phẩm lịch sử, nó phản ánh cái giai đoạn đó. Thì bây giờ thì người Pháp họ vẫn hát những cái lời hát đầu tiên đấy. Đấy, những cái câu như thế, về cầm súng, về diệt kẻ thù, về hô hào những cái lòng căm thù, đúng không? Quân kẻ khát máu đang tiến vào cắt cổ vợ con ta, đấy là câu trong bài La Marseillaise. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ nào về cái đấy? Nhưng mà nếu là một câu chuyện lịch sử rất là dài thì văn cao thời này thì năm 50, 55 khi trở về Hà Nội thì Bộ Tuyên truyền cũng đã yêu cầu văn cao tìm một cách gọi là sửa lại lời, và cũng có sự tham gia của nhiều người khác nữa, như nhà thơ Tố Hữu, gọi là người phụ trách văn nghệ chẳng hạn, cũng rất nhiều các cái người tham gia khác. Chẳng hạn như là để thay thế những cái câu như là thề phanh thây uống quân thù và những câu khác, nó để tránh cho là hiểu lầm, tránh hiểu là chúng ta gọi là tàn bạo kẻ thù đúng không ạ. Đấy là câu biên văn ở trong những cái lời được in trên báo Nhân Dân. Cái đáng quan trọng là sau văn cao ông có một cái số câu chuyện ấy, liên quan đến sự kiện Nhân Văn Tác Phẩm và những cái tham gia của ông trong việc tìm một cái sự tự do biểu đạt trong nghệ thuật. Thì đương nhiên sau đấy thì ông cũng gặp những khó khăn trong việc gọi là giữ được cái việc danh phận về mặt nhân sự cho các cái tổ chức về văn nghệ ở miền Bắc lúc đó. Và ông cũng sáng tác một thời gian dài, và bài quốc ca cũng chịu số phận đấy. Thậm chí là có những lúc bài quốc ca không được nêu tên ở trong hiến pháp. Ồ, giai đoạn thế. Tức là có một cái giai đoạn khi mà văn cao dính vào Nhân Văn Giai Phẩm, đúng không ạ? Dạ. Hiến pháp năm 1980 chỉ ghi rằng là quốc ca sẽ do quốc hội lựa chọn, không đề cập đến cái tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà không hề đề cập đến tiểu quân ca. Dạ. Và sau đó chúng ta biết là năm 1981 tổ chức một cuộc quốc hội tổ chức một cái cuộc thi quốc ca mới thay bài tiểu quân ca. Văn cao được mời tham dự nhưng mà ông cũng xin phép từ chối, và ông có một bài hồi ức về việc các người quân ca như nào. Chúng ta đã có câu chuyện chúng ta đã dẫn ra.
cái này nó liên quan đến cái nhận thức như chúng ta nói vừa nãy về đâu là một cái sản phẩm đặc trưng cho nhà nước. Nhà nước hình thành từ cái gì? Bây giờ mọi người muốn là hình nhà nước biểu tượng một chế độ gọi là đã hoàn thiện, đã đủ vinh quang và đã hòa bình. Thì mọi người muốn có một cái bài hát kiểu đấy, không còn muốn là bài hát của một giai đoạn máu lửa nữa. Thì nó nghịch lý thế, nhưng mà nó rất là câu chuyện ở đây là không thể chọn được bài quốc ca là thay thế. Tại vì là cái cảm hứng và cái sự sáng tạo nó đến một cái, mặc dù là ngày xưa là Văn Cạo được đặt hàng, nhưng đặt hàng của ông, đặt hàng của một cái người mà đang cận kề một cái nhu cầu là cách mạng thật sự trong nội tại, thì nó thôi thúc ra được như thế. Nhưng bây giờ có một cái cuộc phân công làm nó lại hoàn toàn khác, trong một cái cơ quan tổ chức của hội nhạc sĩ chẳng hạn, giao mỗi ông viết một bài thi với nhau. Không, mà thật ra thế thì thời đó đó, những cái năm 80 đó anh, ngay cả khi những cái nhạc sĩ họ có tâm huyết thật sự, mình cũng không thể nói rằng là có thể họ viết theo nhiệm vụ, mà ngay cả khi họ có tâm huyết thật sự, bởi vì thật ra trong cái số những cái nhạc sĩ mà dự thi và gửi những cái bản quốc ca mới đó, thì cũng có những cái bản được đánh giá rất cao, và những người nhạc sĩ đó cũng được đánh giá là họ có tâm huyết thật sự. Nhưng ngay cả khi tâm huyết như vậy thì tiếng quân ca đó, nó vẫn như một cái gạch đầu dòng đầu tiên, một cái đỉnh. Và không thể xô đổ nổi một cái đỉnh đó. Và cái việc mà những cái năm 80 đó, đó chúng ta muốn thay đổi quốc ca nhưng không thay đổi được, theo anh đó, nó nói lên điều gì? Cái sự khó thay đổi ở đây nó liên quan đến thành tố cấu tạo nên cái ý niệm của cộng đồng về hình ảnh biểu tượng của nhà nước dân tộc. Cái hình nhà nước mà đã hình thành từ cuộc cách mạng ấy, thì sản phẩm nó sẽ đồng dạng, đồng giọng với cả cái chất liệu cách mạng đấy, thì nó sẽ là thu phục người ta. Thứ hai là khi mà đã được rất đông người thuộc và đã hát như thế thì cái việc mà thay đổi một cái quán tính đòi hỏi phải cân nhắc rất là kỹ. 40 năm, trên dưới 40 năm. Đó. Dạ. Đây có một câu chuyện nữa liên quan đến một bản quốc ca của chính thể phía bên kia. Dạ. Là bài Tiếng Gọi Công Dân, chính là bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước. Tức là nguồn gốc của nó là bài hành, là bài là Tiếng Gọi Sinh Viên, là bài hát chính thức của Tổng hội Sinh Viên Đại học Đông Dương. Dạ. Đấy, làm quá rất nhiều lần sửa lời rồi. Thì năm 1948, thì khi mà Lưu Hữu Phước đang ở chiến khu Việt Bắc, thì ông đã lên tiếng phản đối gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam tái lập với Bảo Đại làm quốc trưởng ấy. Dạ. Chọn bài Tiếng Gọi Thanh Niên làm bản quốc ca của chính thể đó. Dạ. Và sau đấy thì năm 56 thì Việt Nam Cộng Hòa lại chọn tiếp để làm quốc ca, nhưng có sửa lời. Đúng. Vẫn là cái bản lời đã sửa, lời đã sửa không qua cái sự đồng ý của, tự nhiên là Lưu Hữu Phước không đồng ý rồi. Vì là một bản lời do một cái nhóm bạn đặt ra. Dạ. Mà không Lưu Hữu Phước có mặt ở đó. Nhưng mà buồn cười nhất là năm 56 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa họ cũng tổ chức một cái cuộc thi chọn bản quốc ca khác. À thế ạ. Vì là à, thay thế cho cái bản quốc ca mà do một đảng viên Đảng Cộng sản đã ở miền Bắc. À. Lưu Hữu Phước. Nhưng mà có rất nhiều bản đã tham gia của nhạc sĩ cũng nổi tiếng, Phạm Duy, Hùng Lân, rất nhiều, Ngọc Bích chẳng hạn, rất nhiều người khác, rất nhiều người trong đó cũng đã từng đi kháng chiến thời kỳ đầu và đã không còn theo kháng chiến nữa. Thế thì câu chuyện là khi mà như thế thì trong dư luận của miền Nam hay dư luận của chính thể kia họ cũng phản đối cái việc thay đổi. Và cuối cùng là không thay được. Tham vào là bản bài Tiếng Gọi Thanh Niên nó đã đi vào trong cái tâm khảm cộng đồng từ rất sớm, nó là bài hát của một giai đoạn đấu tranh. Dạ. Của những người thanh niên. Thế thì giờ thay đổi thì nó không có đạt cái tiêu chí về lịch sử nữa. Và lúc đấy thì cái cuộc gọi là, nó gọi là cuộc cạnh tranh về tính chính danh của các chính thể nó cũng rất là cao. Người ta sẽ chọn cái gì có tính chất đi trước và chọn cái gì sản phẩm nguyên bản để được cất tiếng nói, đây là chúng tôi là đang là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia gọi là mẫu mực đây. Thì ở miền Nam cũng vậy thôi, họ cũng sẽ tổ chức những cái viện nghiên cứu, những cái tổ chức về khảo cổ, những cái chương trình về vốn cổ, bảo tồn vốn cổ rất là mạnh. Và quốc ca thì họ dùng những cái bản của thời kỳ rất là sớm, thậm chí Tiếng Gọi Thanh Niên còn ra đời trước cả từ quân ca vài năm mà. Dạ. Và nó còn từng là một bài hát của cuộc tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn năm 45. Dạ. Gần như là bài hát chính thức của cách mạng tháng 8 đấy. Dạ. Vâng. Thì về ngày chúng ta biết là ngày 25 tháng 8 là ngày mà
Đổ nghĩa Sài Gòn, chứ bài Tiến quân ca vẫn chưa lan truyền vào đến trong miền Nam. Tiến quân ca thì theo như tôi khảo sát thì nó chỉ thật sự được lan truyền khi mà sau ngày Nam Bộ kháng chiến, khi mà Pháp tái chiếm lại Nam Bộ. Và Lưu Phước là người đã nghe được bài Tiến quân ca qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông ghi lại bài đấy và dạy cho các cái đội du kích và đội quân ở miền Tây Nam Bộ tập hát cái bài đấy. Và những người Nam Tiến, những người lính Nam Tiến cũng mang bài hát Tiến quân ca đi trên đường phố và vào trong miền Nam lưu truyền. Thì nghĩa là trước đó bài Tiến quân thanh niên đã thành một cái bài hát cũng đã được hai bên sử dụng, tranh chấp cả về mặt sử dụng nữa cơ. Tất nhiên là gọi thanh niên mà được chính quyền cách mạng ở Sài Gòn năm 45 sử dụng là bài là cái lời cách mạng do Lưu Phước đã lời gốc lại. lời gốc đã gọi là hoàn chỉnh. Dạ. Và sau này Đài Tiếng nói Việt Nam còn thu âm lại bài đó và hát trên đài. Và có một câu chuyện là năm 75 có một cái nhóm nhà báo họ đã ghi hình được cái chiếc xe tăng hút đổ cổng Dinh Độc Lập ấy. Dạ. Cái một cái nhà báo người Úc thì ông Nay David, ông có viết một bài tường thuật về ông ở lại Sài Gòn 3 tháng sau giải phóng. Và đó đăng một bài trên tờ New Yorker. Thì bài tên là Thư Sài Gòn. Thì ông kể lại là câu chuyện là ông còn tắt ra câu chuyện là thanh niên Sài Gòn họ dọn dẹp đường phố, họ lao động trong ngày Chủ nhật, họ dỡ dây thép gai, họ tập hợp lực lượng và họ hát chào cờ và họ hát bài Tiếng gọi thanh niên. Vậy tức là cái giai điệu của quốc ca cũ và ông rất sửng sốt. Ông bảo lại hát bài này và ông quan tính là ông sẽ tiếp tục ông chờ đợi cái bài Ngọn cờ rát sao là bài quốc ca Mỹ vang lên ngay sau đó như người thông lệ. Nên là ông có một cái chút hài hước đấy, nhưng mà hóa ra bài này là bài hát cách mạng với cái lời cách mạng nguyên ủy của tác giả. Đấy, đã bây giờ hiện tại đang là một quan chức. Đấy, một quan chức cách mạng. Thế thì thế này, thế thì câu chuyện là các bản quốc ca chúng ta sẽ đụng đến một cái câu chuyện là nó là cái diễn ngôn về kiến tạo nên một hình ảnh của nhà nước gọi là có tính chất mà quy chế đã được cấu hình từ những cái giai đoạn lịch sử nhất định. Thế thì sự thay đổi, sự biến thể nào nó cũng rất nhạy cảm và liên quan đến cái thay đổi các cái nhận thức cộng đồng đã đi ăn sâu vào trong tiềm thức rồi. Cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện về mặt con người tác giả, số phận ấy, mà có lẽ là lâu nay thì chúng ta cũng chưa được soi dọi được kỹ lắm. Thì trong một cái cuốn biên khảo du khảo của tôi vừa xuất bản tên là Thời Thanh Xuân của Tân Nhạc Ái Quốc, thì trong đấy tôi dành phần lớn để chúng ta nói về cái cuộc ra đời của những bài hát yêu nước đó của Lưu Phước, Văn Cao và của những cái nhạc sĩ giai đoạn mà thời thanh xuân đó. Thực sự mà nói là họ là những cái thế hệ đã thừa hưởng một cái nền giáo dục Pháp, họ thấm vào trong tư tưởng tự do bình đẳng bác ái của cách mạng Pháp và những cái khuyến khích, cái lên tiếng tự thân của những người trẻ tuổi mưu cầu một cái tự do, cái tự khẳng định hay cái bản ngã, cái bản sắc của cộng đồng. Yeah. Nên là cuộc cách mạng tháng 8 cũng như là các cao trào diễn biến lịch sử sau đấy nó phản ánh cái sự vận động của họ. Yeah. Ở đây thì có mấy cái điểm phải chốt lại để cho mọi người cũng đỡ nhầm. Cái bản Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước là một bản hoàn toàn mang tính cách mạng ở phía bên này, nhưng mà sau đó thì được sử dụng để làm quốc ca của phía bên kia nhưng lời khác. Và cái lời khác đó là do một nhóm bạn sửa. Mà lúc đó là không có Lưu Hữu Phước ở đấy đúng không anh? Đúng rồi. Thực ra bài đầu tiên là bài gọi thanh niên ý. Dạ. Đầu tiên nó còn có bản lời Pháp của sinh viên Đào Đông Dương, vì yêu cầu là một cái trường đại học của thứ thuộc địa của Pháp thì phải hát bằng tiếng Pháp. Thì sau đó thì Lưu Hữu Phước và nhóm bạn có tổ chức một cái cuộc thi đặt lời năm 42 và họ dùng một số lời của một số sinh viên lúc đấy. Dạ. Cũng của hai trường luật, trường y chính. Và cái câu, cái tên bài Tiếng gọi thanh niên là Tiếng gọi sinh viên là của một sinh viên trường y là ông Lê Khắc Thiền. Dạ. Sau là một sĩ quan quân y của chính của kháng chiến. Thì các cái câu chuyện lời đó nó biến đổi rất là nhiều. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng là những cái bài hát Tiếng gọi thanh niên ban đầu nó là bài hát thuần túy của một cái ý niệm về bài hát thanh niên lịch sử. Lúc đấy thì các sinh viên và các thanh niên lúc đấy có một cái phong trào là họ lợi dụng cái phong trào mà thể dục thể thao của chính quyền Đô Cu. Dạ. Vào năm 40 khi mà Pháp đã bị Đức
gọi chấm đóng. Đúng rồi. Và theo quy định của sự chấm đóng đấy thì các lãnh thổ hải ngoại của Pháp và thuộc địa cũng nằm dưới kiểm soát của phe trục, giải giáp vũ khí và đặt dưới sự quân sự của phe trục. Đông Dương thì là Nhật đã chiếm vào cuối năm 40 rồi. Thì các nghệ sĩ trẻ họ tìm thấy ở đấy một cái cơ hội để lên tiếng nói về Việt Nam, về một cái tư thế của một cái dân tộc phương Đông. Dạ. Tí bài hát lịch sử của nhóm Vũ Quốc ấy, không chỉ là thanh niên mà trước đấy đầu tiên là bài Bạch Đằng Giang, Ải Chi Lăng, Hội Liên Hồng và rất nhiều bài khác nữa. Tức là họ đi họ từ miền Nam, họ miền Bắc và họ say mê những cái di tích lịch sử và họ cảm thấy cội nguồn của dân tộc nó ở đấy. Họ đạp xe hàng tuần về nơi đó và khi tối về họ đốt một lư trầm với nhau và khấn nguyện và sẽ viết bản yêu nước và sẽ thề yêu nước. Thì ban đầu là họ hồn nhiên như thế, họ suy tư về cái lòng ái quốc bằng cách bản năng và có một cái yếu tố ảnh hưởng rất truyền thuyết và những cái dữ liệu lịch sử rất là nhiều. Sau đó thì trong quá trình họ bắt đầu phân ly theo các cái ý hệ khác nhau. Trong cái nhóm bạn đấy thì đông người là theo Việt Minh và theo lửa Marxist như Lữ Phước và các nhóm bạn khác, nhưng có những cái nhân vật và nhân vật khác thì họ theo chủ nghĩa quốc gia, theo những cái nhóm phái khác. Thì bài hát Thanh niên gọi thanh niên ấy nó bị tranh chấp và bị sử dụng theo nhiều nguồn khác nhau bởi vì chính cái sự phân ly nguyên thủy như thế đó. Tướng Quân Ca thì may mắn hơn. Tướng Quân Ca thì ra đời trực tiếp từ một cái yêu cầu của Việt Minh. Thì đương nhiên là bài hát nó không có vấn đề gì về xuất phát điểm cả. Và có một cái điểm thống nhất thứ hai nữa đó là trong lịch sử thì cả hai chính thể ở Việt Nam Cộng Hòa cũng có lúc mà người ta muốn tìm những cái bản quốc ca mới để thay cho một cái bản quốc ca mà có quá nhiều tranh chấp. Thế còn năm 80 thì ở bên phía của Thống nhất, Việt Nam Thống nhất của chúng ta thì cũng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó đặc biệt là liên quan đến cái tình hình của tác giả Văn Cao, thì cũng muốn thay một cái quốc ca mới, nhưng rồi cả hai lần đều không thay được. Thế mới biết rằng là những bản nhạc mà đã trở thành hồn cốt của một dân tộc rồi, tức là những bản nhạc được chọn lựa, thì đấy là những bản nhạc mà nó xứng đáng được chọn lựa. Và nó mang tính chất cũng như đời một con người, nó là một số phận, nó là một định mệnh, không dễ gì mà thay đổi được. Nếu như nói một điều về tác giả của quốc ca đi, Văn Cao, thì ông có một cuộc đời phải nói là rất là thăng trầm. Có những lúc rất là thăng, có những lúc rất là trầm. Tất nhiên nói hết cả về một cuộc đời thì không thể nói hết được. Nhưng mà những nét chính, cơ bản nhất trong những cái lựa chọn sinh tử của ông thì nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý có thể nói gì ạ? Tôi nghĩ cái lựa chọn của Văn Cao trong cuộc đời của ông cũng có thể là do số phận đưa đẩy nữa. Nhưng mà nhiều khi là ông cũng đã tư duy về con đường của mình cũng tương đối là rành mạch. Chẳng như ở những năm 44-45, ông không chỉ là nhận lời viết bài hát yêu nước như là Tiến Quân Ca, Chiến Sĩ Việt Nam, Không Quân Việt Nam hay Hải Quân Việt Nam, rất nhiều bài hát mà ông bảo là ông tưởng tượng ra các cái đoàn quân. Hoàn toàn là tưởng tượng thôi. Đúng không? Thì ông còn tham gia một cái nhiệm vụ nữa là đội ám sát, xin lỗi, là đội danh dự Việt Minh. Thì một trong những cái nhiệm vụ đấy là bảo vệ những cái công cuộc cách mạng, và thứ hai là trừ khử những cái nhân vật mà được cho là tay sai với thân Nhật và chỉ điểm. Đấy, thì có những cái vụ ám sát đấy, có tiếng vang. À, như là nổi bật nhất là câu chuyện mà Văn Cao gọi là đã diệt trừ Đỗ Đức Phiên. Đỗ Đức Phiên là một giáo viên tiếng Nhật ở Hải Phòng. Ông ta cũng đã rất sớm công tác người Nhật và xuất bản những cuốn sách dạy tiếng Nhật. Nhưng mà Việt Minh thì nhận thấy ông này là một người, vì ông có quan hệ và quen biết với những người trí thức ở thành phố rất là nhỏ, biết hết, là có thể gây hại cho cái cuộc đấu tranh của dân tộc đấy, và phải gọi là tìm cách thủ tiêu. Thì câu chuyện kể lại là Văn Cao đã thủ tiêu ông này ở một cái quán tiệm hút ở dưới Hải Phòng. Thì ông mới đang mơ màng đúng không ạ? Thì cái câu chuyện là nó sẽ được nhiều người kể, cũng phần thêm những cái tiểu thuyết hóa. Dạ. Nhưng có thể rất đơn giản là làm nhiệm vụ cách mạng
đúng nguyên tắc tổ chức thôi. Lại lùng dứt điểm. Ở đây như vậy đó chứng tỏ một bước chuyển. Trước đó Văn Cao là người viết âm nhạc lãng mạn tiền chiến, đúng không ạ? Những suối mơ, những thiên thai, những bến xuân. Và đến giai đoạn này thì cái chất lãng mạn đó, cái chất trữ tình đó nó vẫn còn, nhưng nó cộng với hiện thực cách mạng và tạo ra một loạt những bài hát mới. Như vậy đấy là một bước chuyển đầu tiên trong cuộc đời Văn Cao. Và sau này thì Văn Cao còn có những cái bước chuyển nữa. Ví dụ như, thôi thì bây giờ lịch sử cũng nói hết rồi, và chúng ta cũng không ngại ngần gì chúng ta nhắc lại các cái chi tiết mà ông tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Và với cái chọn lựa đó, đó là có một thời gian dài là ở góc độ chính thống là âm nhạc của Văn Cao bị chìm đi. Những cái giai đoạn đó ông sống rất là lặng lẽ. Không biết anh có nghiên cứu gì đến những cái giai đoạn sống đó của ông không? Để trước khi đi đến câu chuyện của giai đoạn Văn Cao liên quan đến nhóm Nhân Văn Giai Phẩm năm 56, năm 59 thì còn có một câu chuyện nữa tôi muốn trao đổi. Đây là giai đoạn năm 48, 49, tức là giai đoạn mà khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu ấy, thì cái câu chuyện khó nhất là cái câu chuyện xây dựng lực lượng và chỉnh huấn những cái tư tưởng cho nghệ sĩ. Thế thì lúc đấy chúng ta đã biết là ở tại cái hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tại khu Việt Bắc thì Trường Chinh đã có một cái bản báo cáo là chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. Dạ. Tức là kế tục cái bản đề cương về văn hóa Việt Nam năm 43 của ông. Thì trong đấy nêu những cái vấn đề đòi hỏi văn nghệ sĩ là phải thay đổi để đáp ứng cuộc thời cuộc và đứng dưới cái ngọn cờ Marxist cũng như là các cái chủ nghĩa được tạo chủ nghĩa. Và đồng thời lúc đấy thì có một cái cuộc là quy tụ các văn nghệ sĩ chủ chốt dưới cái tầng lượng của Đảng Cộng sản. Lúc đấy thì mang cái tên là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Đấy. Thì lúc đấy thì có một loạt các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ được kết nạp và tôi đã vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ba và đã chụp được cái giấy tự thuật Văn Cao kể rằng ông được kết nạp Đảng ngày 1 tháng 5 năm 1948 cùng với Ngô Tất Tố và Kim Lân đấy, dưới sự giới thiệu của Tố Hữu Nguyễn Đình Thi và chủ tọa là Đức Thọ. Và như thế có thể coi là một cái dấu mốc rất là quan trọng để mà ông đi trọn vẹn cái con đường mà ông đã chọn từ những cái năm 40. Đấy, và sau đó nữa khi mà ông đi trọn vẹn con đường đó rồi đó thì có những thay đổi ở trong ông. Ông đã bắt đầu viết những bài hát có tính chất định hướng rõ hiện rệt hơn, bài hát về các lực lượng, bài hát về công nhân, bài hát về thi đua ái quốc, toàn quốc thi đua công nhân Việt Nam, bài hát về các lực lượng từ lũng vài, hay một số bài hát khác. Và có những bài hát sẽ còn được kể lại nhiều từ Hà Nội là 49. Và lúc đấy thì ở miền Bắc có một diễn ra một cuộc trình huấn kiểm thảo Văn Cao, một bài kiểm thảo và là ông có nói rằng là bài hát Thiên Thai hay là Lãng Mạn Của Tôi ra đời từ một cuộc đời ốm yếu của tôi. Và ông cũng thừa nhận là những bài hát cách mạng thời kỳ đầu của mình là hoàn toàn tưởng tượng và nó không đúng thực tế. Chẳng hạn ông nói rằng là mỗi lần nghe cái câu mà có bài từ tiếng Việt Nam ý, ngựa phi nơi xa nghe tiếng kèn rộn ràng là Trang Nam Nhi của chiến xa trường tướng giác coi thường, thì tôi thấy là giống như bài hát Cao Bồi. Thì ông phủ nhận những cái đó và ông cảm thấy là như thế là không hợp thời nữa và ông ấy muốn thành thực với hiện thực hơn. Ý ông như vậy thì cái đó là một cái lựa chọn tôi nghĩ là không dễ dàng với Văn Cao đâu. Văn Cao cũng phải đấu tranh vật lộn rất là nhiều, cuộc đấu tranh bên trong mình để mà đáp ứng thời cuộc. Cùng thời gian đó thì Lưu Hữu Phước cũng được kết nạp Đảng năm 49 hay là các nghệ sĩ khác, thậm chí là Phạm Duy cũng được gọi là giới thiệu vào Đảng, với điều kiện là Phạm Duy phải từ bỏ cái lối sống gọi là ham chơi và từ bỏ tuyên bố từ bỏ công khai bài hát Bên Cổ Biên Giới. Đúng rồi. Bài hát lãng mạn với năm 47 ở tại Lào Cai, tại cái quán Biên Thùy mà do chính Văn Cao là người mở cái quán đấy ra theo nhiệm vụ là trên giao cho là để theo dõi tình hình buôn lậu của Quốc dân Đảng ở Trung Quốc vào Việt Nam. Đấy. Thì họ liên quan rất mật thiết với nhau. Và giai đoạn đó là giai đoạn mà tất cả tên tuổi đấy đều đặt cái cột mốc là họ sẽ lựa chọn đường.
Và chúng ta đã biết là Văn Cao và Lưu Hữu Phước đã đi theo tiếp. Dạ. Còn Vận Phạm Duy sau 1 năm, 2 năm là ông cũng không theo được và ông trở về thành. Dạ. Đấy. Hồi đấy gọi dùng cái từ là dinh tê đúng không ạ? Vâng, dạ. Tê, tê là chữ thành đấy, dạ. Tê là dinh là về đấy, viện tắc. Thì rõ ràng đây là cái lựa chọn nó rất là nhọc nhằn đối với mỗi người. Yeah. Phạm Duy cũng thế, ông đang là một tên tuổi rất là nổi bật tháng giá của âm nhạc kháng chiến. Yeah. Nhưng bài dân ca kháng chiến của ông rất là hay và rất là có sức sống trong cộng đồng công chúng và được Tố Hữu khen là rất là uyển chuyển và sâu sắc bằng tiếng Pháp luôn. Thế thì ông rất là trong hồi ký Phạm Duy đã viết những cái điều đó ra. Ông cũng không ngại để kể lại câu chuyện đi với kháng chiến. Nên chúng ta thấy rằng là cái trải nghiệm của họ rất là khác nhau. Thế thì cái bài hát Tứ Hà Nội quay trở lại nó cũng bị phê bình vì nó có rơi rớt những cái câu chuyện lãng mạn ở đấy. Nó là cái tâm thế của một cái giai đoạn đã đi qua và đấy là cái dấu vết lãng mạn cuối cùng của Văn Cao. Dạ. Chúng ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa. Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu. Văn Cao tưởng tượng ra Hà Nội mới là không cái nào tưởng tượng được. Hà Nội trời trở về thì vẫn là Hà Nội xưa. Dạ. Đúng không? Vẫn là hoa đào phai, vẫn là năm cửa ô. Thế vì thì cái gì ở đây, cái chuyện là cái sự lựa chọn nó rất là khó nhọc nhằn với họ. Năm 54-55 thì Văn Cao trở về Hà Nội thì ông thật sự ông đang ở đỉnh cao của danh vọng. Lúc đấy thì chương trình nào bài hát Văn Cao và các chương trình của Văn Cao bài hát được lựa chọn là nhiều, rất là nhiều. Và ông cũng được đi Liên Xô tham quan, vậy ông có bài ký sự về Liên Xô. Và ông có viết những bài hát, sau đó những bài hát lời cơ của Đảng đăng trên báo Nhân Dân năm 50, năm 1 tháng, ngày 1 tháng 5 năm 55. Thì có những cái bài hát khác nữa nhưng mà bây giờ ít lan truyền. Nhưng mà sau đó thì Văn Cao cảm thấy là con người khá tính sáng tạo trong mình lớn. Và ông muốn là tìm cái tiếng nói tự do biểu đạt ấy. Bây giờ ông có những cái tiếng nói để về sáng tác nghệ thuật trên những cái diễn đàn như là tờ như giai phẩm hay là báo Nhân Văn thì nó bắt đầu là cái cuộc chúng ta đã biết là cái cuộc gọi là phê bình văn nghệ đấy, nó diễn ra rất là khốc liệt và cảm thấy là các cái lãnh đạo văn nghệ cảm thấy là cái điều này là khó chấp nhận. Và Văn Cao chỉ trong vòng 1 năm là cái cuộc diễn thay đổi rất là nhanh và cuối năm 56 và năm 57 là Văn Cao đã chịu sự phê bình rất là khắc nghiệt của những cái nhân vật khác như Tố Hữu hay Xuân Diệu và kể cả Lưu Hữu Phước nữa. Yeah. Cho những cái bản báo cáo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1963 vẫn dành cho Văn Cao những cái lời rất nặng nề. Thế thì đấy là câu chuyện mà phải nói rằng là cái Văn Cao sẽ làm gì, Văn Cao sẽ kháng cự như nào, Văn Cao sẽ chấp nhận gì và ông chấp nhận trong bóng tối và sẽ im lặng. Thế nhưng mà trong bóng tối không nghĩa là ông không làm gì cả. Yeah. Ông trở thành một cái họa sĩ minh họa rất xuất sắc cho các bìa sách báo, bìa sách và trang báo. Ông vẫn viết nhạc. Yeah. Ông có độ vài ca khúc thời gian đó và cái khí nhạc nữa. Thật ra là ông có bài hát ca ngợi ngành công an nữa cơ. Mm. Cũng không phải là không có. Và ông có mấy cái câu thơ đó mà tôi thì không biết là những cái câu thơ này ông viết ở giai đoạn nào. Nhưng mà khi mà nhà nghiên cứu âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Thị Kha kể lại đó, thì không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng đấy là những câu thơ nói về cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn mà ông phải sống không chính danh. Ông có viết là đoàn tàu đi qua để lại khói, đoàn người đi qua để lại bóng, tôi đi qua tôi để lại gì. Tôi mới biết là mình thấy rằng là trong tâm hồn của các nghệ sĩ đó luôn là những chọn lựa, là những đấu tranh rất là khốc liệt. Và bây giờ khi chúng ta nói lại những chuyện này đó, để chúng ta đồng cảm và chúng ta trân trọng họ hơn. Nghệ sĩ thời nào cũng thế, luôn đứng trước những chọn lựa, mỗi người một chọn lựa khác nhau. Chúng ta là những người quan sát, chúng ta tôn trọng và trân trọng tất cả. Nhưng chúng ta đồng cảm rằng cuộc chọn lựa nào cũng là một vật lộn sinh đẻ, rất là khó khăn. Nhưng mà rất may là cuối cùng năm 76 thì phải, thì Văn Cao trở lại với những diễn ngôn chính thống, với bài Mùa Xuân Đầu Tiên, Từ Nay Người Biết Yêu Người. Một Văn Cao mềm mại là mình và cũng là một Văn Cao mà được cái tiếng nói chính danh chính thống chấp nhận. Đúng thế không ạ? Thực ra là cái cuộc trở lại Văn Cao cũng không dễ dàng ở đâu. Dạ. Cho đến năm 83 thì nhân dịp 60 tuổi dạ. thì Văn Cao mới được tái xuất
Thực sự qua một cái chương trình âm nhạc nhỏ tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở Nam Mô Trần Hưng Đạo vào năm 88 thì ông có một chương trình được tôn vinh người tham gia âm nhạc lãng mạn nữa. Dạ. Trước đấy thì gần như là những bài lãng mạn không được cơ hội được vất lên. Nhưng mà tôi nhớ năm 88 là sau cái ngày 3 tháng 2 năm 1988 là đêm nhạc đoàn chuẩn Thọ Nhân Mùi Lá Đổ, thì vài tháng sau là liên tục những cái đêm nhạc của Văn Cao. Dạ. Thế còn Mùa Xuân đầu tiên là viết năm 76. Năm 76. Dạ. Nhưng mà bài đó sau thì chỉ được in ở trên một cái tập nhạc của Liên Xô. À. Vậy. Thì và chưa chính thức in ở Việt Nam cho đến những năm 90 mới được quay lại. Và năm 91 thì đến hai Văn Cao còn có một cái câu chuyện cũng khá phiền lòng là cuộc tranh chấp cái phần lời của bản Tiến Quân Ca cùng một số bản nhạc đã được in vào năm 45. Vì Văn Cao bản nhạc khi đấy có ghi tên hai người. Đấy, cái người còn lại thì là ông Đỗ Ích thì có làm đơn yêu cầu là phải xác nhận ông ấy là đúng tác giả phần lời của bài Tiến Quân Ca. Tiến Quân Ca. Dạ. Và một số bài khác như Thăng Long Ngày Phúc Ca chẳng hạn. Đấy. Thì ông ấy chính là cái người mà đã cùng ở cùng Văn Cao cái phố Nguyễn Thượng Hiền. Và là cái người đứng ra in những cái bản nhạc đấy. Thì Văn Cao biện giải rằng là cái đó liên quan đến cái yếu tố cách mạng, bảo an ninh, bảo vệ bí mật, là phải có tên hai người để khống chế người còn lại không được phản bội. Đấy. Còn thì, thực tế thì Văn Cao là một mình viết thì bản. Thì trong cái cuộc khảo chứng của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Đắc Hải cùng với viện khoa học hình sự hay vân vân, nhiều cái cục bản quyền ấy liên quan đến các công việc khảo sát đều là bản quyền thực sự, thì kết luận rằng là Văn Cao là tác giả phần lời duy nhất. Thì chúng ta biết theo căn cứ là khoa học thì đã nhà nước đã ra tuyên bố rồi và đã có những xác nhận rồi, và quan trọng nhất là cái thời điểm đó, điểm trước khi mà hiến pháp năm 1992 thông qua thì đã chính thức ghi nhận là thế mới biết Văn Cao là tác giả bài Tiến Quân Ca. Tiến Quân Ca là bài quốc ca Việt Nam và trước đó năm 80 là không có ghi mục quốc ca bỏ trống. Vâng. Thì cái quan trọng nhất là 92 là như thế. Và sau đấy thì tôi nghĩ là cuộc tái sinh Văn Cao thực sự là sau năm đó. Thì các băng nhạc thu âm rất là nhiều, các chương trình nhạc hát lại nhiều. Và Văn Cao thôi là được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 96, ông mất năm 95. Thì tất nhiên là cũng hơi muộn màng, nhưng mà rõ ràng là cũng một sự ghi nhận có tính chất quan trọng chính thống của nhà nước đối với một tác giả được đánh giá là quan trọng hạng nhất của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Về phía con người thì tôi nghĩ rằng là Văn Cao có những cái không gian của những người bạn nhỏ, bạn bóng niên nữa, những người bạn trẻ, tôi nghĩ rằng họ cũng đã tái khám phá lại một Văn Cao qua thơ. Tập thơ duy nhất của ông, tập thơ Lá in năm 88 gồm những bài thơ mà như là vừa nãy đang có dẫn ra ấy. Đoạn thế có những bài thơ rất là hay. Có những lúc mà một mình giữa rừng không sợ hổ ấy. Lúc, bây giờ có một lúc mà một mình nghe lá rơi cũng thẳng thốt ấy. Tức là một cái cuộc vật lộn khác trong tâm khảm của một người nghệ sĩ. Cái độ nhạy cảm tăng lên rất nhiều. Nó phản ánh một cái giai đoạn lịch sử có lẽ là cũng rất đặc biệt trong xã hội Việt Nam. Mà bài Tiến Quân Ca, Văn Cao cũng là một thành tố bị chi phối như bất kỳ một tác giả nào khác, một câu chuyện nào khác. Như vậy mới biết rằng là số phận của quốc ca nói riêng và số phận của tác giả quốc ca nói chung đó, nói rộng đó, như là Văn Cao đó, thì không đơn giản. Có quá nhiều sóng gió, có quá nhiều gập ghềnh. Nhưng mà thôi thì qua sóng gió, qua gập ghềnh thì những gì là chân giá trị nó sẽ còn mãi. Hôm nay là với những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý thì hy vọng là những khán giả trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về những câu chuyện đằng sau một lời ca, đằng sau một tác giả. Không biết là trước khi chia tay khán giả thì với cái chủ đề chúng ta đang nói về quốc ca, về Văn Cao, anh Nguyễn Trương Quý có muốn chia sẻ thêm một vài điều, một điều gì nho nhỏ cuối cùng để người trẻ có thể đồng cảm và hiểu cái bản quốc ca cũng như số phận của nó một cách sâu sắc hơn? Có lẽ là bản quốc ca hay là câu chuyện đấy thì nó sẽ rất là dài, nhưng mà thực sự mà nó là một cái sản phẩm xác lập vị thế Văn Cao rất là rõ. Vì tôi quay lại một chút câu chuyện là vào năm 45 ấy. Dạ. Thì rõ ràng là trước đấy, trước khi bài Tiến Quân Ca trở thành bài hát quốc ca ấy, thì Văn Cao như tác giả vô danh vậy. À. Và gần như không ai biết đến ông.
Dạ. Các bản nhạc thì được có được hát nhưng mà nó tân nhạc đấy còn chưa được là một cái loại thể loại. Tức là ngay cả Thiên Thai Suối Mơ lúc đó rồi, thì lúc đó trước năm 45 thì nó gần như là chỉ những bài hát của một số thanh niên để tự hát nhau thôi. Tân nhạc nó chưa phải là một loại hình biểu diễn độc lập, cho nên không phổ cập. Phổ cập. Dạ. Bài hình khúc những bài quan trọng khiến cho những cái vị thế tác giả trở nên nổi bật hơn. Thế lại chính nhờ Tiến Quân Ca. Chính nhờ Tiến Quân Ca mà người ta lại biết đến Suối Mơ. Cái điều đấy thì Vũ Bằng và Tạ Tị và rất nhiều người đã biết rất rõ. Tức là sau một đêm ấy, tự nhiên Văn Cao nổi như cồn. Tức là một đêm đổi đời. Tất cả Việt Nam ai già đến trẻ ai hát Suối Quân Ca đều quân Việt Nam đi. Dạ. Và sau đấy thì mọi người quay lại mới biết là ồ, Văn Cao có những bài hát lãng mạn hay quá. Thế là bài Thiên Thai, Suối Mơ, Bến Xuân, Bùn Tàn Thu mới rồi ai cũng thóc nơi để hát bài đấy nữa. Thế lúc đấy mình thấy giấy phong trào là hát Văn Cao. Văn Cao trở thành một cái tên tuổi sáng giá. Chứ nếu không có Tiến Quân Ca sự công nhận của chính thể cách mạng thì rõ ràng là những bài hát kia rất là khó để mà có được cái vị thế gọi là trong lòng khán giả đỉnh cao như thế. Yeah. Đấy thì câu chuyện nữa là câu chuyện Văn Cao tham gia cách mạng bằng cái ví dụ từ anh Việt Minh. Yeah. Thì Vũ Bằng có một cái câu chuyện viết rất dí dỏm, cái chuyện mà cái nhóm văn nghệ sĩ thì mãn nguyện vì có một anh bắn hay bắn đẹp như thế. Tức là văn nghệ sĩ mang tiếng là hút sách thức phiện cho anh gái gú có chuyện đói gà không chặt, nay có một anh gọi là bắn gọi là gây được tiếng thơm cho gọi là giới văn nghệ đấy. Văn nghệ sĩ như thế thì cũng mới làm hãnh diện lắm. Đấy là cái điều mà thực sự mà nói Văn Cao đóng vào vai trò hôn chỉ của một cái tác giả xuất chúng trong lĩnh vực ca khúc hay văn nghệ, mà còn là một biểu tượng, một idol của về mặt gọi là tráng sĩ nữa của giai đoạn đó. Tôi nghĩ rằng là truyền thông và những cái yếu tố của lịch sử đã khiến Văn Cao được đặt vào trong cái vị trí mà ông cũng Cao đã cũng nói là vì là mang tiếng tác giả quốc ca ông đi đậu phải giữ mình. Cái câu chuyện đấy tôi không được như anh Duy, Phạm Duy là có thể thoải mái chuyện yêu đương chuyện khác, mà tôi phải giữ mình và tôi cũng chung thủy với vợ. Thì những câu chuyện đấy thì chúng ta biết rằng là có nhiều khía cạnh con người ở đấy quy định bởi hoàn cảnh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Trương Quý và hy vọng là một lúc nào đó lại được mời anh trở lại kênh Nhà Báo Phan Đăng để anh chia sẻ nhiều câu chuyện rất là thú vị với tôi, trong đó có nhiều chi tiết rất là mới mẻ đấy về tân nhạc, về trí thức thời đầu thế kỷ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng là những chia sẻ của nhà nghiên cứu nhà văn Nguyễn Trương Quý về số phận của bài quốc ca và những chọn lựa sinh tử trong cuộc đời nghệ thuật của Văn Cao đó, sẽ giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị khán giả trẻ thường xuyên theo dõi kênh YouTube Nhà Báo Phan Đăng, hiểu rõ hơn, sâu hơn về một vấn đề rất là quan trọng của dân tộc mình. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.